Camera giám sát Imilab C30 độ vẫn dài 2,5K phiên bản quốc tế. Đặc biệt hỗ trợ kết nối cả hai băng tần Wi-Fi 5GHz và 24GHz, giúp truyền tải tốt và ổn định video chất lượng cao lên đến 2,5K, mang lại ngành sắc nét vượt trội. Với khả năng xoay linh hoạt 360 độ cung cấp một góc nhìn toàn cảnh không gian nhà bạn chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Độc đáo với tính năng phát hiện và theo dõi chuyển động con người trong phạm vi tầm nhìn của camera, linh hoạt và chủ động phát hiện chuyển động lạ. Cùng với đó là tính năng cảnh báo vắng mặt sẽ cực kỳ hữu dụng trong việc giám sát trẻ em hoặc người cao tuổi. Khi rời khỏi tầm nhìn của camera, bạn sẽ nhận được thông báo có người vắng mặt. Trang bị ống kính khẩu độ lớn f/1.4 cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, giảm nhiễu và tăng chi tiết ảnh. Bên cạnh đó, camera còn gửi cảnh báo chuyển động và cảnh báo âm thanh lạ về điện thoại của bạn, đem lại sự an tâm cho người sử dụng. Ngoài ra, camera có thể liên kết với trợ lý ảo Alexa hoặc Google Assistant. Và đặc biệt lưu ý, camera hiện chỉ kết nối và điều khiển được trên ứng dụng Imilab Home chính chủ, không sử dụng chung với ứng dụng Mi Home.